có biết gì đâu. Em xuất mấy lần rồi sao nhớ được trời. Lên đỉnh phê lời mắt em ra. Chị có chồng chưa? Chị có chồng rồi. Vắt cày qua núi là gì nữa? Vắt cày qua núi là gì vậy mọi người? Là để hai cái chân lên vai, người là để hai chân lên vai con trai á hả? Cái đó là kêu vắt cày qua núi á hả? Trời ơi, kiểu đó sướng à nha. Kiểu đó hơi bị sướng luôn á. À là để lên hai hai cái chân lên vai mình đó hả? Ôi kiểu đó bị sướng luôn á. Kiểu đó sướng luôn á. Nhồi. Để hai chân lên vai, nhổng đít cao lên đúng không? Phải kiểu đó không? Phải kiểu đó không mọi người? Dập xuống hả? Chứ không phải là đưa lên hả? Chứ không phải là để hai cái chân lên rồi dập hai cái dập dập cái đùi ấy xuống gì nè. Nó kêu bằng sao ta? À phải không, cái đó là quá chạy qua núi hả? Chơi đứng chưa bạn hả? Chơi gọi luôn, để hai chân lên kia mới hay hả? Để hai chân mà phải cầm hai cái chân lên kìa, hai tay cầm hai chân đúng không? Bớt đi nghe ông Tuấn, bớt. Cái lên tròn. Em có vậy đâu, bằng cổ tay thì được không em? Cái gì bằng cổ tay? Trời ơi của anh Bảo Châu sao bằng cổ tay vậy anh? Tầm này được rồi, tầm này được rồi, tầm này giữa miệng anh nè. Ai là anh tròn? Đang nói chuyện địch nhau hả em? Vãi cái địch nhau. Chơi kiểu chó có phê không chị? Kiểu chó là kiểu gì nữa? Sao nhiều kiểu quá vậy? 2.600 anh em nhồng hết follow lên đi mọi người. Nhồng hết follow lên đi. Sắp 12 giờ rồi. Mọi người nhồng hết follow lên đi mọi người. Kiểu chó là kiểu gì nữa? Kiểu chó là kiểu gì nữa 13? À cái kiểu mà chổng mông quay ngược lại ở sau lưng nó thụt tới á hả? Đúng không, kiểu đó không, kiểu đó là chó đó hả? Kiểu chó đái đó hả? Đúng không? À quay đít rợi á hả? Thọt từ phía sau á hả? À kiểu đó là kiểu chó đái hả? À không, nhưng mà thích thích ngồi thích ngồi lá mơ biết kiểu gì, biết kiểu ông tiên trồng củ khoai trồng củ cải không, là sao không hiểu? Cưỡi ngựa xem hoa hả, là kiểu gì? Em thích kiểu nào nhất? Kiểu này em sướng nè, em thích à. Kiểu này em sướng nè, em thích thôi à. Đúng không? Thích cưỡi ngựa thảo nguyên hả? Đã gì nữa? Kiểu heo nái ủi vườn lan là kiểu gì nữa? Trời ơi, nhiều kiểu vậy. Là kiểu em ở trên á. À, sao nhiều kiểu vậy? Sao nhiều kiểu vậy? Nghe là lạ không à? La hán đẩy xe bò là gì nữa? Quá cày qua núi thấy rồi, hồi nãy nói rồi. Ừ, nói chi nhiều quá, đâu ai mà dữ vậy? Kiểu kim bồng nguyên sói là gì nữa? Mấy cha đủ kiểu hết. Kim bồng nguyên sói là gì nữa? Dương Đông kích Tây, bãi cái Dương Đông kích Tây. Cái gì mà quá trời vậy? Mọi người nói nhiều kiểu mặt đỏ hết trơn nè. Ngồi giọng cừ sướng lắm. Giọng cừ thì bình thường rồi, còn mấy kiểu kia mấy người nói không chưa nghe qua luôn á mấy má.
Mặt đó kìa, 36 kiểu răng mà hả? Ừ, nãy giờ quá trời kiểu luôn á. Em biết kiểu đu giỏng ăn nho không, là gì nữa? Ếch ngồi lá sen, chó đá gốc đa, nhổ củ cải, mặt đỏ chứng tỏ muốn chồng. Kiểu ông sư ăn thịt chó gì nữa? Cái gì mà từ lưa hột dưa dần gì mấy ba? Cái gì mà nhiều kiểu quá vậy? Nói kiểu em thích đi ha, kiểu này em sướng này em thích à. Đu giỏng ăn nho là kiểu gì vậy? Tha hồ lựa chọn nha. Trời ơi, làm như là order đồ ăn nha mọi người. Làm như là đem nguyên một cái menu gì đó, 36 món không chọn kiểu nào. Dã man con ngang thiệt. Mặt đỏ hết rồi, giống như là mình order đồ ăn vậy đó. Ngủ thôi chị à. Kiểu nào cũng sướng. Ừ, nãy giờ nói quá trời kiểu luôn á. Vừa đu giỏng vừa chơi hả? Kiểu sập giường hả? Oh my god. Phụ nữ sướng là cái gì? Là mút ngón tay hả? Khỉ đu cây. Chị đúng chất chuyên gia luôn. Trời, chị có biết gì đâu em. Mấy người đó comment nên chị đọc thôi à. Chị nghe cái đó là lạ không à. Toàn là kiểu là lạ không à. Con gái bây giờ xuất không hả? Sao không trời? Khổ thật, đi ra mà cứ quay lại hóng mà. Ở đây chơi đi anh Tuấn. La Hán đẩy xe bò. Khỉ năng bờ. Cái gì tụi lưa chân vậy? Mọi người ơi, mọi người nhổng hết follow lên đi mọi người. Lại nhiêu được rồi, lâu lâu lại một lần thôi, lầy hoài chúng chửi. Hồi cái ghét vô đánh sập linh đó mọi người, khổ lắm. Gum của em nhiều người hóng lắm. Vui hả? Mấy ông đó hồi vô mấy ông đó ghi bọt tôi nè. Em thích đá trên cúc lao cục đèn không ạ? Em thích chứ. Nhưng mà em chỉ lao cho người yêu em thôi. Ai yêu mới lao. Không yêu no no. No no no. Chồng đi vắng rồi hả? Chắc em yêu chị quá hả? Nói nhiều rồi đó Linh hả? Em sợ hồi nó đánh sập em nữa đó. 69 mới thích thôi, đúng rồi. 69 là cả hai cùng sướng mới thích chứ. Em sợ hồi bị đánh sập á. Con gái có sức không chị? Có chứ. Ủa vậy là bạn gái của em không có sức sao mà em hỏi như vậy? Ăn dụng đi. Nghỉ rồi. Lần đầu đau không chị? Đau không đau? Vãi, cái dùng như leo không làm tôi như là dâm dục lắm như trời. Bớt đi mấy thánh. Cảm ơn anh Happy Come. Đau không đau? Lần đầu ai không đau?
Lần đầu của mấy ông có đau không? Mấy ông hỏi đau không? Qua lần đầu ngứa không á, đó là bị bệnh rồi mới ngứa. Bị bệnh rồi mới ngứa. Chứ không bệnh sao ngứa? Đau lắm hả? Ừ, nó mấy anh đau thì mấy em cũng đau thôi. Hỏi đau không? Hỏi chuyện thì chứ khó trả lời. Con bây giờ nách em đen hả? Dạ em đang đi bắn nách anh ơi. Xôi quá à. Bỏ chủ đề đó đi đúng không? Hai ngàn một trăm anh em nhận hết follow lên nào mọi người. Cỡ nào vừa em á? Nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, đừng bự quá. Mọi người nhận hết follow lên nào. Dưa leo hả? Ca một bài cho vui nhé. Dài hả? Hát lên bính. Đúng rồi, thì dài mới sướng anh. Chứ ngắn nó vô, nó mới vô tới cửa chính là nó chưa vô tới phòng bếp nữa. Đúng không? Phải dài chứ, phải dài mới được chứ. Nói chuyện khác đi, đúng không? Nói chuyện khác đi mọi người. Nói chuyện hại não này quá, thằng hồi vô đánh sập em nữa bây giờ. Ok. Trời ơi, anh Sài Gòn hôm nay cào phím luôn á. Dài mới sướng đúng không? Đúng rồi, chị Linh miền Tây. Dài quá đau hả? Phải gì thì biết làm cách nào cho nó không đau. Ngượng ngụa. Mọi người nhận hết follow lên đi mọi người. Sắp 12 giờ rồi kìa. Em thích tư thế nào? Em thích ngồi trên. Điện thoại em sạc pin nãy giờ nữa. Xíu đi em nạp cho anh. Trời ơi. Cà gót được rồi anh ơi. Cà pháo bự lắm. Cà gót được rồi anh Tuấn. Cà pháo bự lắm anh ơi. Chịu không nổi đâu. Chị ở Cần Thơ. Nạp anh với. Anh chuyển tiền qua đi em nạp. Tài khoản đâu có tiền đâu. Anh đổi ạc. Chuyển tiền qua nhờ em nạp á. Sao lại che rồi? Thôi không có lầy nữa. Thôi ra thật chứ ngồi đây đau thận mà chết. Sao vậy? Ủa em nói chuyên đề 18 cộng mà anh đau thận kỳ vậy? Cảm ơn Long. Nghe giọng nói chắc đanh đá hả? Em không có đanh đá nhưng mà em cá tính. Cảm ơn Tuấn. Oh yeah. Em không có đánh đá nhưng mà em cá tính lắm. Dạ cảm ơn Tuấn nha. Mọi người bấm follow link nha mọi người.
Bỏ chân ra hả? Con gái có mệt không ạ? Mệt chứ. Đúng rồi đó, cho nó ra đạo ở hết. Thôi đừng kích người ta làm chi tội nghiệp. Để cho ở chơi đi anh. Kích làm chi tội nghiệp người ta. Đừng có kích, kệ đi để cho người ta chơi anh. Chị thử cái gì? Cái bạn nó nói cái gì vậy anh?